Cho nên như vậy, cõi nước Phật kia đều tích đức các thiện, không có mấy may ác nào. Ở đây tu thiện 10 ngày 10 đêm, hơn hẳn các phương quốc độ chư Phật khác, làm thiện 1000 năm. Cho nên như vậy, nước Phật cõi khác, phước đức tự nhiên không có nơi để tạo ác. Chỉ có thế gian thiện ít ác nhiều, uống đắng ăn độc, chưa nếm nên dịch. Ở nơi này môi trường xấu quá, xấu quá quý vị có thể học tốt, có thể giữ gìn được, đây gọi là khó được mới đáng quý. Cho nên công đức của quý vị liền hơn hẳn 10 phương. Đạo lý là ở đây vậy. Chúng ta xem chú giải. Phật dạy cho chúng ta quán thực đức bộ. Theo hội sư, đức bổn có 2 nghĩa. Một, lục độ là gốc của tất cả công đức, nên nói đức bổn. Đây là nghĩa rộng. Phật giáo Đại Thừa đích thực là dùng lục độ làm hạt nhân. Thế Tôn năm xưa tại thế dạy học, giảng lục ba la mật, giảng 22 năm. Đây chính là kinh Đại Bát Nhã. Hay là 6 chữ hồng danh và Di Đà lựa chọn. Bổn nguyện nhiếp thành quả đức, đầy đủ dạng đức, là gốc của các đức, nên nói là gốc của đức. Nghĩa thứ hai chính là một câu 6 chữ hồng danh Di Đà đức hiệu. Quý vị thường niệm danh hiệu Phật đó chính là gốc của đức. Cho nên chúng ta tuân theo lời dạy xưa, đặt A Di Đà Phật vào trong tâm, chính là đặt gốc của đức vào tâm. Tâm quý vị liền trở thành gốc của đức. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là đang tích thiện tích đức. Không có mảy may bất thiện xen tạp vào trong đó. Cho nên trong 12 thời khắc, niệm niệm quay về A-di-đà Phật. Chúng ta nhìn thấy khắp nơi đều có thể nhìn thấy, chỉ cần quý vị tỉ mỉ, quý vị đi quan sát, rất nhiều đạo tràng, quý vị đến thăm niệm Phật đường, những bà già ông già ở đó cầm sâu chuỗi niệm Phật, họ đích thực chỉ có một câu danh hiệu Phật, họ không có tạp niệm. Quý vị hỏi họ điều gì, họ đều là A-di-đà Phật.
Quý vị nói với họ điều gì, họ vẫn là A-di-đà Phật. Toàn bộ họ đều quy về A-di-đà Phật. Người niệm Phật như vậy, lúc lâm chung sẽ biểu pháp cho chúng ta tướng lành hy hữu. Thật sự giảng sanh rồi, người thông minh một đời, cuối cùng cũng không bằng họ. Họ như thế nào? Họ một đời đều nắm vững đức bổn này. Công đức họ tu tập được chúng ta không nhìn thấy, nhưng quả báo công đức của họ chúng ta nhìn thấy. Tướng lành trong lúc lâm chung chúng ta thấy được. Người này đến cõi này không vô ích. Chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, phải biết cách ngưỡng mộ, phải biết học tập người khác. Không nên để cuộc đời này trôi qua trong lãng phí. Như Lai chánh pháp là gì? Là kinh giáo đại thừa. Kinh giáo đại thừa đối với căn tánh chúng sanh ngày nay là khế cơ nhất, là thuận tiện nhất, là trực tiếp nhất, vững vàng nhất. Thành tựu thù thắng số một không gì bằng pháp môn niệm Phật, trì danh niệm Phật. Tổng quy vào trong bộ kinh này, ngày xưa tôi học Hoa Nghiêm, dành không ít thời gian cho kinh Hoa Nghiêm. Cuối cùng thấy Hoa Nghiêm, tổng kết kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát, mười đại nguyện vương đều quy về Cực Lạc, đến cuối cùng quy về Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ là chỗ quy về của Hoa Nghiêm. Lúc đó tôi mới thật sự hiểu rõ được vấn đề này. Tôi đã rõ ràng rồi, hoàn toàn khẳng định kinh Vô Lượng Thọ và kinh Hoa Nghiêm là một thể, không hay không khác. Lời cư sĩ Bành Tế Thanh nói, tôi hoàn toàn đồng ý, không có chút hoài nghi nào. Ông nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bộ Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm chính là đại bổn kinh Vô Lượng Thọ. Trong đây có tiểu bổn kinh A-di-đà, đó chính là tiểu bổn. Kinh A-di-đà là kinh tiểu bổn.
Vô Lượng Thọ là kinh Trung Bộ, Hoa Nghiêm là kinh Đại Bộ, ba kinh một thể, ba kinh không hay không khác. Tôi cho rằng kinh Hoa Nghiêm phân lượng quá lớn, không phải người thông thường hiện tại có thể thọ trì được. Cho nên tôi liền buông kinh Hoa Nghiêm xuống, tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ. Ngày xưa giảng qua 10 lần, lần này là lần thứ 11. Tôi thật sự phát tâm này, đời này những năm tháng còn lại chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, chuyên hoằng dương kinh Vô Lượng Thọ. Nếu như tương lai có thời gian, tôi sẽ viết cho kinh Hoa Nghiêm một quyển rút gọn. Phân lượng lớn quá thì rút gọn nó lại. Lưu giữ lại những đoạn tinh túy của kinh Hoa Nghiêm chỉ 1/10. Người hiện đại liền sanh tâm hoan hỷ. Liền tình nguyện xem. Điều này là cần thiết. Tôi cũng hoan nghênh những đồng học trẻ tuổi làm vậy. Quý vị làm cho tốt, đưa cho tôi xem. Xem quý vị tóm lược có thích đáng hay không. Nguyên tắc tóm lược quan trọng nhất là nhắm đến xã hội hiện tại, vậy nó mới ích lợi, mới khí cơ. Nhất định không thể thay đổi nguyên văn mới gọi là khí lý. Khí cơ khí lý chính là chánh pháp Như Lai. Đức Phật từng nói, căn tánh chúng sanh thời kỳ mạt pháp đều là đại thừa, cho nên tiểu thừa hiện nay chúng sanh không muốn học, họ hướng đến đại thừa. Đại thừa khí cơ, kinh Vô Lượng Thọ là khí cơ nhất cho 9.000 năm về sau. Cho nên bộ kinh này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu như có được duyên phận này, có thể mở một lớp chuyên tu. Lớp chuyên tu về kinh Vô Lượng Thọ. Ngày xưa Pháp sư Diên Anh suốt đời yêu thích kinh Lăng Nghiêm. Tại Thượng Hải, ông mở một lớp Lăng Nghiêm chuyên tông học viện. Học viện đó của ông chuyên học về kinh Lăng Nghiêm.
Ngày xưa Đài Loan Pháp Sư Bạch Thánh là một thành viên tốt nghiệp từ học viện đó. Đây cũng là ngày xưa. Lúc đó tôi xuất gia rồi. Pháp Sư Chữ Vân, vị này tu Tịnh Độ. Tại Phụng Sơn. Phụng Sơn ở miền Nam Đài Loan. Ông mở một lớp Tịnh Độ Chuyên Tông Học Viện. Khoảng 2-3 năm thì không còn nữa, làm không thành công. Ý tưởng này đáng được tham khảo. Chuyên tông quả nhiên là chuyên. Quả nhiên là tông. Phù hợp nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Mục đích dạy học không thể xa rời nguyên tắc thủy tôn chỉ đạo. Đó chính là Tam học giới định tuệ. Nương theo tu học giới định tuệ, chắc chắn nhân giới được định, nhân định khai huệ. Đây đúng là Đại Thừa, đây không phải là giả. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ đích thực có thể tập hợp chí đồng đạo hợp, những người đồng chí hướng cùng nhau học tập, giảng cho thông nó. Diễn thuyết thông rồi, tương lai duyên thành thuộc rồi, những người này hoàng dương tịnh tông trên toàn thế giới, nhiếp thọ chúng sanh, nhất hướng niệm Phật. Đây là công đức vô lượng. Nơi này chắc chắn sáu chữ hồng danh đầy đủ dạng đức. Lời này rất quan trọng, là gốc của các đức, là gốc của tất cả đạo đức của thế gian, xuất thế gian. Chính là một câu danh hiệu Phật này. Thực là gieo trồng vậy, tức là bồi dưỡng. Chữ thực này nghĩa là gieo trồng bồi dưỡng.